Bước chân không mở. Trời ơi kìa. Trời ơi kìa, nhìn cái mặt kìa. Ôi. Cái con chó ở nhà cô Hường này, nhìn cái mặt nó thấy két quá trời của đất luôn. Nó như cái con cuối con dúi ở trên Tây Bắc. Nhìn cái mặt. Nhìn mặt cú láo. Không, chưa. Nói cho anh, có hàng đưa anh. Thì nó vào chùa. Thank you.
Đi cái đoạn này rất là sạch nha, lúc nào đi cũng thấy thầy quét hết trơn á. Đi cái đoạn này là sạch nhất nè, lúc nào cũng thấy thầy quét á. Mới nhắc thầy cái thầy quét rồi. Mọi người nó có cái hạt nhiều vậy á, lười biếng lắm. Mình thấy cái đường đi là mình thấy nó quan hỷ rồi. Còn mấy vị á, đi qua đi lại vậy chứ đường á, thì mình thấy á, Phật tử người ta đi mà người ta còn lụm cái gác thôi, sợ quá ô nhiễm môi trường. Dạ. Mình người tu mình phải ý thức chút xíu. Dạ. Đó vậy á, người đời người ta cũng ý thức, mình người tu không ý thức cái dở quá. Mới vừa nhắc thầy đó, nói cái đường này là đi là gặp thầy là hay quét lắm. Thầy rảnh á là thầy quét à. Dạ. Thường thì thầy đi làm Phật sự đi giúp cho đời không à. Dạ. Gặp thì mình về cứ quét. Rồi còn cái gùi này này này, cái gùi nó để thầy quải, thầy để lấy đồ lương thực, đồ nước, đồ đi. À. Dạ dạ. Mấy dạ. Cái đồ lấy. Đồ ấy thì là lấy khác dạ, thì lấy nước. Luôn. Dạ. Cho bò lên cho bậc thang nó đi đâu hết nổi. Dạ. Rồi. Chúc thầy nhiều sức khỏe nha. Quét đi tới chiều lận á. Dạ. Chào thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe. Dạ. Thank you.
Dạ dạ, 4 ly nước mía, 4 ly. Dạ 4 ly. 4 ly. Tí nạn không hết thì anh đem về. Mình phải uống 3 ly trước. Bù vô trước đi. Bù là bao nhiêu tính. Tính ra là tiền lời đây. Đỡ được. Đó qua được. Nghe nói là chị bên mẹ có nhiều đồ ăn lắm phải không? Nhúm lửa. Hèn chi mấy cái rừng mà nó cháy là cháy kinh hồn ha. Chắc nguy hiểm không? À. Bác ngồi bên suối. Bác ngồi bên suối bác sĩ tư vậy bác? Ồ, vậy là ở dưới đó. Nó nhảy xuống nè. Chỗ hồ. Ồ. Ờ, đúng rồi. Sâu phải khoảng 2 mét. Thank you.
Bố cứ đi thôi hả? Ừ. Ok à? Ta đâu uống Thank you.
tới nhà, tới nhà. Bữa mình tới 1 giờ anh. Đây anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.